xin chào quý vị phụ huynh. Em xin chào quý vị phụ huynh và xin chào các bạn học sinh nhé. Trước đó thì em đã có một cái video bằng làm trên máy tính để hướng dẫn phụ huynh và các con có thể làm được các cái dạng bài kiểm tra và chơi trò chơi trên PowerPoint. Bây giờ thì em xin phép được làm hướng dẫn cho phụ huynh trên giao diện của điện thoại. Và giao diện điện thoại của em thì là giao diện điện thoại máy iPhone nhé. Thì cách làm về cơ bản thì cũng không có gì khác lắm, nhưng mà các cái thao tác trên điện thoại thì nó sẽ hơi phức tạp hơn một chút và nó sẽ có thể là nó hơi hạn chế và mất nhiều thời gian hơn. Đây là đối với lại cái dạng file PowerPoint, mở file PowerPoint trên điện thoại. Thì trước tiên là để có thể mở được file PowerPoint thì phụ huynh sẽ cần phải tải cho em hai ứng dụng. Một là ứng dụng PowerPoint, hai là ứng dụng Drive. Hai là ứng dụng Drive, đây em có thể mở trên App Store để cho phụ huynh xem. Thì mình sẽ tìm ứng dụng PowerPoint trước ạ. PowerPoint đây. Đây chính là cái ứng dụng PowerPoint đây ạ. Phụ huynh có thể mở tải cái ứng dụng PowerPoint này về. Thứ hai nữa là mình sẽ cần thêm cả ứng dụng Drive. Ứng dụng Drive này. Đây chính là ứng dụng Drive này. Em đã tải cả hai ứng dụng này, em đều có sẵn ở trên máy rồi. Phụ huynh có thể tải được ở trên App Store hoặc là trên Google Play. Đó, sau khi mà có xong rồi thì khi mà mọi người vào cái ứng dụng Drive nhé, thì mọi người sẽ phải đăng nhập vào cái địa chỉ email của mình. Mọi người sẽ bắt buộc phải đăng nhập vào cái địa chỉ email của mình. Đây, ví dụ như là đăng nhập, nếu chưa có thì nó sẽ có cái phần để mình đăng nhập. Còn nếu như không thì mình có thể thêm tài khoản ở đây. Thêm tài khoản để đăng nhập vào. Đó, mình cứ đăng nhập như bình thường bằng cái tài khoản Gmail hoặc tài khoản email của mình. Tài khoản Gmail của mình thôi nhé. Sau đó là mình sẽ mở cái đường link PowerPoint của mình lên. Khi mà mình mở cái đường link PowerPoint của mình lên thì trên giao diện Facebook, trên giao diện Facebook thì nó sẽ hơi khác một chút. Để em sẽ thử mở trên giao diện Facebook cho phụ huynh xem. Đối với lại giao diện Facebook thì phụ huynh cũng cứ click vào link bình thường. Ở trên góc phía trên bên cạnh cái mũi tên nó có một cái phần 3 chấm, thì phụ huynh có thể chọn vào cái phần 3 chấm ở phía trên và sau đó là mở trong trình duyệt. Thì nó sẽ tự động mở vào sang dạng file PowerPoint, sang link Drive. Còn nếu như mà đây là em đang mở trên Messenger thì nó sẽ lại khác hơn so với lại trên giao diện Facebook một chút. Thì ở đây em sẽ phải ấn vào cái nút 3 chấm dọc bên cạnh cái nút tải xuống này. Em sẽ ấn vào cái nút không phải cái nút 3 chấm dọc, mà em sẽ phải ấn vào cái nút hình góc phía bên dưới bên tay phải có cái hình vuông mà có mũi tên chỉ lên trên ấy, em sẽ phải ấn vào đó. Sau đó là em sẽ kéo lên và em chọn chế độ mở bằng Safari. Nó sẽ tự động mở sang chế độ của Drive. Em sẽ chọn vào cái phần 3 chấm góc phía bên trên bên tay phải. Đó. Thì ở đây nó sẽ có cái phần mà mình sẽ chọn cái phần mở trong. Mở trong ở phía dưới này đây. Đây cái phần mở trong đây. Em sẽ chọn vào cái phần mở trong này. Đó, thì nó sẽ chuẩn bị xuất ra thành file PowerPoint. Và khi đó mình có thể chọn được cái chế độ mở. Đây, chọn vào chế độ mở thì ở đây mình sẽ chọn vào phần thêm này. Thêm này, và mình sẽ chọn ứng dụng. Đây, sao chép đến PowerPoint ở đây. Mình sẽ chọn vào cái phần sao chép đến PowerPoint. Thì nó sẽ tự động mở vào cái dạng ứng dụng PowerPoint mà mình đã tải về lúc trước rồi đấy. Thì để có thể mở được cái dạng này trên dạng trình chiếu thì mình sẽ chọn vào cái hình tam giác góc phía bên trên này ạ. Chọn hình tam giác đấy thì nó sẽ ở dạng trình chiếu. Thì cũng làm tương thì cách chơi cũng sẽ tương tự giống như trên máy tính, nhưng mà thay vì mình dùng chuột thì mình sẽ dùng gì đây? Mình sẽ dùng cách chạm tay. Thì mình có thể là ví dụ như là chim A chim B này, em sẽ chọn ví dụ chim A để chọn con bướm số 5. Đó, mình sẽ trả lời câu hỏi này, let's touch to the correct picture alpha, mình sẽ chạm vào bức tranh chính xác. Đó. Do đó là mình chọn go home, ấn vào nút dấu cộng này để tăng điểm. Đó. Có tiếng đấy ạ, nhưng mà tiếng nó hơi bé thôi vì em đang để chế độ mở ấy. What's her name này, đây thì mình chọn her name is Mai, sau đó là đúng thì được cộng điểm. Đó, thì cách làm sẽ tương tự giống như là giống như trên điện thoại, cách chơi thì sẽ giống y như ở trên điện thoại, trên máy tính thôi. Còn cái để mà có thể mở được ở trên điện thoại thì các thao tác nó sẽ hơi phức tạp một chút. Ngoài ra thì đối với các cái dạng điện thoại khác với các cái dạng ứng dụng trên Android thì em
em không có điện thoại ở đây nên em cũng không thể hướng dẫn được, thì em chắc là phụ huynh mở thì chắc chắn là sẽ vẫn mở được thôi, bởi vì trên iPhone mà đã mở được thì chắc cái điện thoại khác cũng đều mở được, chỉ là phụ huynh sẽ phải tìm hiểu một chút ở trên Google xem là cách để có thể mở được cái dạng file PowerPoint trên trên Google như thế nào. Thì đây, trên đây là phần hướng dẫn của em dành cho phụ huynh để làm thế nào để có thể làm được các cái dạng bài kiểm, các cái dạng phiếu bài tập và mở file PowerPoint trên điện thoại iPhone. Nếu như mà có gì mà phụ huynh mà còn gặp khó khăn trong các cái cách mở file trên điện thoại thì phụ huynh có thể liên hệ cho em là Trang của trung tâm Viva. Em cảm ơn.